Vì sao không nên tắm khi trời giông bão? Theo các chuyên gia, tắm trong trời giông bão, vòi hoa sen hoặc nước trong các đường ống kim loại có thể trở thành môi trường lý tưởng dẫn điện từ sét. Trên toàn cầu, mỗi năm có khoảng 24.000 người thiệt mạng do bị sét đánh và 240.000 người khác bị thương. Hầu hết người dân các nước đều biết những cách cơ bản để phòng tránh sét, như là tránh đứng dưới gốc cây, không đứng cạnh cửa sổ và không sử dụng điện thoại bàn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết tắm vòi sen, tắm bồn hoặc là rửa bát khi trời giông sét cũng là hành động nguy hiểm. Để biết lý do vì sao, các chuyên gia cho rằng cần hiểu biết về cơ chế hoạt động của giông sét. Hai yếu tố cơ bản khiến giông bão phát triển mạnh là độ ẩm và không khí ấm lên của mùa hè. Nhiệt độ và độ ẩm cao tạo lượng lớn khí ẩm bốc lên bầu khí quyển có thể hình thành bão. Các giọt nước bay lên va chạm với giọt băng rơi xuống, truyền điện tích âm và dương. Trong cơn giông, các đám mây hoạt động như cỗ máy phát điện khổng lồ, phân tách các điện tích âm dương bên trong đám mây. Lượng điện này truyền xuống trái đất, nếu sét đánh vào nhà, điện sẽ đi theo con đường thuận lợi nhất để xuống mặt đất, thường là thông qua dây kim loại hoặc là nước trong đường ống. Vòi hoa sen là môi trường lý tưởng chứa cả hai yếu tố này, có thể trở thành một vật dẫn điện nếu được sử dụng khi trời có giông sét. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ khuyến cáo người dân tránh tất cả các hoạt động liên quan đến nước khi trời giông bão, ngay cả các hoạt động dội rửa để giảm nguy cơ bị giật điện. Không tắm, không dùng vòi sen, rửa bát, tiếp xúc với nước trong cơn giông sét, bởi sét có thể đi qua hệ thống ống nước tòa nhà. Nếu sử dụng ống nước nhựa, nguy cơ truyền điện sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, tốt nhất là nên tránh tiếp xúc với hệ thống ống nước cũng như vòi nước chảy khi có giông bão để giảm nguy cơ bị sét đánh, thông báo của CDC nêu rõ. Cơ quan cũng khuyến cáo không dựa vào tường bê tông. Bản thân tường bê tông không dẫn điện, nhưng nếu được gia cố bằng các dầm kim loại, nó có thể tạo đường dẫn cho tia sét. Ngoài ra, CDC cũng khuyến cáo tránh sử dụng các đồ vật nối với nguồn điện như là máy tính, TV, máy giặt, máy rửa bát để tránh bị sét đánh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.